Anh đã chạy theo đến tàn, kiếp này em hành trang bước đi. Xin chào tất cả các anh em. Trước đây em đã từng giới thiệu trên kênh các dòng dàn chung của Sony từ G70, G80, G88. Còn hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới các bác một bộ dàn chung model rất là lạ, Sony G99. Bộ này thì là nâng cấp của dàn Sony G88. Bộ G88 thì nó có 4 loa, còn dàn này thì là 5 loa, gồm 2 loa chính bass 18 cm, mỗi loa là 3 đường tiếng với chung giấy chép dom. Bên trên là 3 loa với hai loa surround và một loa center tạo âm thanh vòm. Với các chế độ nghe nhạc khác nhau thì các bác có thể điều khiển ở trên chiếc remote học như thế này. Em đã cài đặt sẵn rồi, các bác về chỉ việc dùng thôi. Còn các chức năng khác thì nó vẫn tương tự như dàn Sony G88. Máy này chạy 3 ổ đĩa, 3 ổ đĩa CD, radio đối với em bắt được đài tiếng nói Việt Nam và cổng line-in kết nối nghe nhạc qua điện thoại. Cổng line-in đấy thì các bác có thể kết nối thêm USB và Bluetooth để mình nghe nhạc không dây. Còn ổ đĩa trên này là dạng mâm xoay. Các bác có thể để một lúc là 3 đĩa. Ở đây thì em đã có sẵn một chiếc đĩa CD rồi. Tổng thể hình thức của bộ dàn này thì cũng còn khá là đẹp, loa không có bề nở và lưới ê căng đầy đủ. Kích thước của nó thì cũng khá là lớn với chiều ngang là 70 cm và cao là 44. Bây giờ em sẽ đặt máy quay và test một đoạn nhạc từ đĩa CD. Mọi thông tin chi tiết về mua hàng thì các bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại trên bảng tên. Quanh hương
cách bọn mình đêm nay. Mưa rơi, mưa vẫn rơi êm đềm. Bài ca em gom góp một đêm để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Đêm nay anh biết em thương nhiều,